Xin chào toàn thể anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video giới thiệu sản phẩm. Bên em hôm nay xin phép giới thiệu cho em một dòng mic bãi đến từ thương hiệu Beyer, một thương hiệu mic gọi là mic quốc dân hiện tại. Đấy, thì hôm nay bên em nên là giới thiệu và để cho anh em một mức giá rất là tốt, cam kết là giá rất là tốt cho anh em. Thì trước khi vào video, anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, cho bên em một đăng like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để cập nhật các sản phẩm mới bên em. Bên em, anh em nào theo dõi thì cũng đã biết, vừa rồi bên em cũng thanh lý rất là nhiều mặt hàng, thanh lý giá rất là tốt. Nên anh em, nhiều anh em gọi điện bảo là vừa thanh lý đã hết hàng rồi. Thì anh em thông cảm, vì hàng lên thì em thanh lý giá rất là tốt cho anh em rồi, nên anh em chốt cũng rất là nhanh. Thì anh em mà muốn nhận được thông báo khi mà bên em lên video sớm và để chốt hàng thì anh em có thể là làm hai bước, một là đăng ký kênh, hai là nhớ nhấn chuông. Thì bên em lên video anh em có thể nhận được thông báo ngay và anh em có thể xem các mặt hàng nào phù hợp thì anh em vào xem và chốt hàng giúp em. Đấy, và sau đây em xin giới thiệu cho em một dòng mic Beyer. Dòng mic Beyer đến từ thương hiệu Beyer nhá, có mã số là BSQ7V2. Đấy, anh em có thể thấy trước mặt anh em này. Đấy, Beyer thiết kế rất là đẹp luôn, một màu đen rồi đen huyền bí. Ok. Mặt có là mặt phay nhôm nhá, mặt phay nhôm. Thiết kế hai bên kênh, đây anh em thấy màn hình này, thiết kế hai kênh, kênh A và kênh B. Đấy, hai volume riêng biệt. Set, anh em có thể set tần số tự động, thì anh em chọn kênh A, set tần số tự động, hoặc là kênh B, set tần số tự động đều được. Và hoặc là set tay đều được nhá, nó có chức năng set tự động và set tay. Đấy, đây là mặt trước. Và đây mặt sau, em quay cho anh em mặt sau. Trước khi vào mạch mic thì em sẽ quay cho anh em mặt sau. Đây mặt sau đây. Con này thì có hai giắc ca lông, để anh em nào làm sự kiện thì có thể kết nối bằng hai giắc ca lông, hoặc là gia đình anh em kết nối bằng giắc A cộng B, cắm ở đây là sẽ ra hai đường luôn. Có anten, con này anten vặn nhá, anten gài, anh em có thể thấy nó gài. Đấy, anten gài. Mạch mic đây, em giới thiệu cho anh em mạch mic. Đấy, dòng Beyer mạch cũng rất là nhiều linh kiện để xử lý âm thanh. Đấy, mạch rất là sáng luôn anh em. Đến với Thế Anh Audio ấy, em cam kết cho anh em là hàng nguyên zin. Em cam kết hàng nguyên zin, bảo hành 6 tháng cho anh em luôn. Đấy nhá, hàng rất là đẹp, cam kết nguyên zin. Đây em quay lại cho anh em xem dễ nhìn. Đấy, hàng nguyên zin, tất cả zin từng mối hàng. Đấy, từng con linh kiện. Đấy, anh em có thể thấy. Cam kết nguyên zin, bảo hành 6 tháng. Và đây, tay mic đây. Anh em có thể thấy đây là tay mic này, một màu vàng gold. Hôm nay em về màu vàng gold này. Đấy, con này dùng côn này là côn nhựa trắng vặn được nhá, vặn thay thế bình thường, côn nhựa trắng. Dọ bên em đã thay mới hoàn toàn, đảm bảo vệ sinh cho anh em luôn. Đã, anh em hát dọ mới rất vệ sinh luôn, tránh corona từ Trung Quốc truyền về. Đấy, mic này là mic từ Trung Quốc anh em nhá. Nhiều anh em bảo là mic Đức không có đâu anh ạ. Đây là mic hoàn toàn từ Trung Quốc nhá. Đấy, màu vàng gold, rất là đẹp luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giới thiệu và bán cho em một mức giá rất tốt, rất cam kết anh em là rất là tốt. Trước video thì vừa nãy em cũng nói là nó là dòng mic quốc dân, thì em sẽ giải thích cái định nghĩa quốc dân. Thì hiện tại dòng Beyer đang là số một trên các diễn đàn về độ phủ sóng, trên các diễn đàn, trên các trang, các hội nhóm hay là các anh em bán hàng. Beyer này là một trong những là số một luôn về độ phủ sóng, vì nó có ưu điểm của nó là tiếng rất nịnh, tiếng rất dễ hát và độ nhạy rất là tốt. Đấy, còn nhược điểm của con này thì có ưu điểm thì phải có nhược điểm. Con này thì chất âm không được hay lắm. Nói thật là anh em là chất âm không được hay bằng các cái dòng mic chuyên hơn, ví dụ BBS hay Rinaka. Chất âm không hay và sóng con này cũng không được xa hẳn như BBS hay là các dòng BBS. Đấy, thì con này tương đối là cũng có ưu điểm, cũng có nhược điểm. Thì anh em nào muốn chọn một bộ mic mà an tâm thì có thể alo đến em sẽ tư vấn cho anh em dòng mic nào để phù hợp với cả nhu cầu của anh em. Đấy, thì vào đây, em về được 20 bộ. Hôm nay em bán cho anh em giá rất là tốt, giá cam kết là rất là tốt. Thì trước khi em báo giá, thì anh em nào chưa đăng ký kênh, chưa like, nhớ cho em một like nhá, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để cập nhật các sản phẩm mới bên em. Đấy, thì trước khi em báo giá thì em alo cho em một chút để em bật tay mic lên này.
để anh em cảm nhận được cái chất âm của con này. Đầu 6, 7, 8, 9, 10, nên, nên, 6, 7, nên. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm, đêm có hay. Đấy, em cũng alo qua cho anh em được cảm nhận. Thực ra là cũng không được rõ nét lắm, nhưng anh em có thể cảm nhận qua về cái chất âm của con này. Đấy, cũng tương đối là dễ hát và rất hay. Tương đối là hay để phù hợp cho anh em nào, nhất là anh em nào hát gia đình. Con này rất là ok. Thì hôm nay em xin phép báo giá, con này giá rất là tốt. Giá con này bên em đang ngoài thị trường thì chắc là khoảng 2 triệu 1, 2 triệu 2. Nhưng bên em hôm nay bán cho anh em một mức giá rất là tốt, là 1.800.000 một con, 1.800.000 một bộ, bao ship toàn quốc, tặng dây đủ, dây rắc phụ kiện đầy đủ nhá. 1.800.000, bao ship, tặng dây rắc đầy đủ. Ok, giá, một mức giá rất là tốt cho anh em rồi. Đấy, thì anh em nào mà chốt mic buyer thì có thể nhắn tin, hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho em là chốt buyer, chốt mic buyer đến số điện thoại 0984 896 799. Em xin nhắc lại nhé, 0984 896 799. 1.800.000 một bộ, bao ship tặng dây rắc đầy đủ toàn quốc nhá. Rất là tốt cho anh em. Đấy, và cảm ơn anh em đã xem video. Hẹn anh em ở các video tiếp theo. Bên em sẽ thanh lý hàng giá rất là tốt cho anh em. Cảm ơn anh em nhé.